Sáng nay, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang, phối hợp các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, tổ chức giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Tham gia các hoạt động giao lưu thể thao có gần 200 vận động viên, cổ động viên của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, gồm Sở Thông tin và Truyền thông, Báo An Giang, Đài Phát thanh Truyền hình An Giang, Bưu điện An Giang, Mobifone An Giang, Viettel An Giang, Diễn thông An Giang, Công ty Cổ phần Diễn thông FPT, Chi nhánh An Giang, Truyền hình cáp SCTV An Giang, Truyền hình cáp VTV An Giang. Các vận động viên tham gia tranh tài năm bộ môn gồm bóng đá nam mini, cầu lông, đôi nam, đôi nam nữ, bóng chuyền hơi nam nữ và quần vợt đôi nam thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Đây là hoạt động thể dục thể thao thiết thực bổ ích và ý nghĩa nhằm chào mừng kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023. Qua đó, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, giao lưu, học tập và mối quan hệ gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trong ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh đồng thời tạo khí thế hăng sai phấn khởi trong công chức viên chức và người lao động trong ngành thông tin và truyền thông qua đó động viên khích lệ tinh thần thi đua lao động sáng tạo đoàn kết góp phần nâng cao sức khỏe thể chất tinh thần và thúc đẩy phát triển phong trào thể thao quần chúng rèn luyện sức khỏe theo gương bác hồ vĩ đại